Chào tất cả mọi người, kính thưa bà con là nhỉ. Hôm nay ngày 19 tháng 5 thì là 126 năm ngày sinh nhật cụ Hồ. Chúng ta thường gọi là Bác Hồ ấy. Chúng ta đi học hay gọi bằng Bác Hồ, nhưng mà thực ra nếu so vào tuổi gọi là cụ Hồ. Người là một niềm kiêu hãnh của đất nước Việt Nam. Bác là một người mà là một lối khiếp sợ của các cường quốc lớn. Đâm ra những mấy thằng nước lớn là gặp Bác là cứ phải lè. Người Việt Nam chúng ta Bác không có đó. Thấp bé nhẹ cân nhưng mà lại khấu và rất giỏi. Thế cho nên là nhảy. Video này tôi gửi đến đôi chút những con người biết nói tiếng Việt Nam, sinh sống vào đất nước Việt Nam hoặc ngoài nước. Chúng ta hãy nên nhớ những ngày chúng ta bị đô hộ, ai là người giúp đất nước Việt Nam chúng ta hòa bình bây giờ? Chính là Bác Hồ. Thế năm ba tôi thấy nhiều bạn nghe Đảng Việt Tân phản động. Không có, tôi nói thật các bạn này, có như thế nào chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta một đảng thì luôn luôn phải tin và nghe theo đảng. Còn trong đảng nó có như thế nào thì chúng ta phải chấp nhận. Vì tại sao? Chúng ta là người Việt Nam. Còn cụ Hồ là niềm soi sáng cho chúng ta tiến bước, cha anh chúng ta. Thế mà các bạn đừng có gửi, các bạn ở trong Sài Gòn, nhất là các bạn đang hay biểu tình. Sài Gòn tôi thấy bảo cấm Facebook thì các bạn biểu tình quá. Vì các bạn gọi là gì? Phản quốc, phản động. Tôi là một người Việt Nam máu đỏ da vàng, biết nói tiếng Việt Nam và không biết nói tiếng nước gì nữa. Yêu nước. Nếu Việt Nam cần, tôi sẵn sàng lên đường. Và đây cũng là một người yêu nước nữa, ca sĩ Sơn Trắng Trẻo, xin giới thiệu bà con. Ôi, em không biết nói gì đâu. Chào bà con. Đấy, cho nên chúng ta như này, gửi những bạn phản động, các bạn đừng lên làm như thế. Vì tôi nói cho các bạn là các bạn phải nhớ cội nguồn. Cội nguồn đúng không? Sinh ra ở đâu, sống và lớn lên ở đâu. Nếu không có Bác, Việt Nam chúng ta mới đang bị đô hộ. Các bạn đừng nói và các bạn đừng làm và đừng hành động là biểu tình, và đừng nói là tôi không yêu nước. Các bạn thấy không được. Các bạn nói thế khác gì các bạn bảo không yêu bố mẹ các bạn. Vì bố mẹ các bạn đang nói tiếng Việt Nam. Chào mọi người. Mọi người đang làm gì đấy? Ăn cơm chưa bà con? Hello. Bà con dạo này cư dân mạng có cái biểu tình gì ấy không? Nói vui một tí nhá. Cái mạng Facebook này, nếu các bạn mà cứ sống ảo kiểu như thế này thì có ngày Facebook nó sẽ đóng cửa, Việt Nam mình sẽ đóng cửa. Và tôi được biết thông tin là trong Sài Gòn quận 1 đang hiện tại đang cấm đăng nhập vào Facebook. Vì tại sao? Thấy trong Sài Gòn biểu tình nhiều quá. Thực ra là toàn bọn Đảng Việt Tân nó xúi giục mọi người biểu tình để chúng nó chọc phá đất nước. Chúng ta sinh ra lên con người Việt Nam sống tại Đảng và đất nước Việt Nam. Nhà nước thì nói thật, chúng ta là người Việt Nam, người nhà nước Việt Nam thì chúng ta phải nghe và tuân thủ theo luật pháp của Việt Nam. Chúng ta đừng lên biểu tình bắt là đi tù, mà nhất là biểu tình trên mạng mà các bạn sẽ bị khóa Facebook, không vào được. Hiện tại tôi biết là Sài Gòn đang bị cửa ấm. Bạn nào mà đang đăng nhập sau thoát ra vào, tôi nghe lại mấy đứa em tôi nói, con Đào nói, rồi nhiều người nói là đang bị cấm. Cho nên gửi tới bà con là thôi, chúng ta đừng dây với ai, như dây với người đấy mệt nữa. Đúng không bà con? Yam